Anh em báo với anh em kết quả em đây. Báo chim nha các bác nhá. Đấy. Hai, bốn, sáu, tám. Thôi, em chào các bác nha, để em bắt chim á. Vâng em, xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim ngói trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 đây, tức là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024. Đây hôm nay em gặp được hai đàn thôi. Một đàn thì được 7, một đàn úp được 9 các bạn. Đấy. Đây đàn úp 9. Đây các bác nhá. Đấy, nhiều ná em đây, mồi em đây. Đấy. Đây bàn em đây, các bạn nhìn thấy cái bàn của em nó rộng không, em cứ phải phàng cái bộ, vẫn cái bộ năm ngoái của em này. Cứ chơi cái bộ này nó là dài 10 của em vẫn nguyên bản bộ này 19 mét đấy. 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 Cao 2m3 rồi. Đấy. Em đang đánh cái lưới này, lưới mắt mắt 9 phân nhá, em đánh rút mắt 9 phần sợi 4 ấy các bạn. Đấy, còn mồi mồi em này. Đấy. Còn vị của em này các bác. Chúng con vị này còn ok phết đấy các bạn. Đấy, chịu lắm. Này rất là chịu. Nào thì em tóm cái phát là lấy phát là được ngay con vị này. Đấy. Này bác nào cần mua lưới. Lưới úp có úp vạc nhá, lưới úp cua gáy hoặc cua ngói nhá. Các con mồi giả nhé, nhà em có hết đấy, hoặc lưới chim nêm anh em nào cần thì em sẽ cung cấp hết đấy nhá. Bởi vì em đánh chim ngói thì em giới thiệu, bởi vì anh em nhiều anh em không biết nhà em là bán lưới chim nêm với cả những con mồi giả, nhưng mà nhà em là có đầy đủ hết nhá các bác nhá. Con nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Em chào toàn thể các bác nhá.